Xin chào các bạn thân mến, mình biết các bạn đang rất băn khoăn để mà xác định được cái giá mua cổ phiếu làm sao có lời cho các bạn khi mà các bạn thực hiện đầu tư dài hạn, đúng không ạ? Thế thì trong cái video này, các bạn sẽ được mình chia sẻ một cái bí quyết trong đó sẽ giúp các bạn xác định được cái giá mua mà có lời cho các bạn. Xin mời các bạn xem video nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết, nó hơi sâu một chút nên các bạn sẽ cố gắng nghe để mà nó hiểu nhá. Sau đó thì mình sẽ lấy hai cái ví dụ minh họa để các bạn dễ hình dung hơn, nhưng hãy cố gắng một chút, cố gắng một chút nhá. Thứ nhất thì giá cổ phiếu ấy, thì các bạn sẽ phải xác định giá cổ phiếu nó sẽ bao gồm hai loại, đó chính là giá thị trường của cổ phiếu và thứ hai nó là giá trị của cổ phiếu. Đấy, nó bao gồm hai cái này đó. Thế thì việc của chúng ta là phải xác định được hai cái này và phân biệt được hai cái này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt hai cái này như thế nào, đúng không ạ? Đầu tiên thì Hòa sẽ chia sẻ với các bạn cái giá thị trường của cổ phiếu. Giá thị trường của cổ phiếu thì mình sẽ minh họa bằng cái biểu đồ như thế này đó. Thì cái giá này là giá mà chúng ta sẵn sàng chi trả cho cái cổ phiếu đó. Mình ví dụ như là chúng ta sẵn sàng chi trả cho cổ phiếu đó là 10, hay cổ phiếu đó là 20, hay 12, hay 25, hay là 35, đúng không ạ? Hay là 40. Thì đây là cái khả năng mà chúng ta sẵn sàng chi trả để mua cho cái cổ phiếu đó, đúng không ạ? Thế thì giá trị cổ phiếu sẽ là như thế nào, đúng không ạ? Mình sẽ minh họa ở một cái đường màu đỏ để cho các bạn xem nhé. Đấy, mình sẽ minh họa cái đường màu đỏ cho bạn xem. Thế thì cái giá trị cổ phiếu này, ví dụ ở đây nó sẽ là 13 này, đây nó sẽ là 23 này, đây nó sẽ là 33 này, đây nó sẽ là gì? 37 chẳng hạn, đúng không ạ? Đó. Thế thì đường màu đỏ chính là đường giá trị của cổ phiếu, tức là đường giá trị thật của cổ phiếu. Tuy nhiên cái đường giá trị thật này thì khó có thể xác định được, khó ai có thể xác định được, đúng không ạ? Nó không thể chính xác 100%. Tuy nhiên thì mình sẽ có một cái zoom xa để chấp nhận ở cái mức giá trị đó. Đó. Thế thì việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ phải xác định được cái giá trị thật này của cái cổ phiếu ở bên trong cái khoảng đấy để mà chúng ta không phải bị mua quá là đắt. Đúng không ạ? Và chúng ta xác định này để chúng ta muôn mua được cổ phiếu giá rẻ cho chúng ta. Đương nhiên điều này ai cũng biết, đúng không ạ? Đương nhiên điều này ai cũng biết, nhưng mình vẫn phải chia sẻ lại cho các bạn để các bạn hình dung ra được à đường giá như thế này. Thế thì cái giá thị trường cổ phiếu nó luôn luôn chạy xung quanh cái đường giá trị này. Đây, nó luôn luôn chạy xung quanh. Có thời điểm thì nó sẽ cao hơn, có thời điểm nó sẽ cao hơn đường giá trị và có thời điểm nó sẽ thấp hơn đường giá trị. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhìn nhận của mọi người, cái kỳ vọng của mọi người vào từng cổ phiếu là khác nhau, hoặc là gì, có những cái giai đoạn nó biến động thị trường, những nhân tố khách quan. Mình ví dụ như những nhân tố ví dụ như là dịch Covid, đúng không ạ? Ví dụ như là khủng hoảng kinh tế thì giá cổ phiếu nó sẽ xuống như thế này, nó sẽ xuống tận đáy này. Mà trong khi giá trị thật của nó ở đây, đúng không, mà chúng ta nhìn thấy được giá nó xuống đáy này chúng ta mua, đúng không ạ? Còn khi mà thị trường tăng quá lắm, tức là gì, kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng của doanh nghiệp quá là cao, cao hơn so với cái giá trị thực của nó đang đây. Ví dụ ở đây nó chỉ nó là 34 thôi, nhưng người ta kỳ vọng ở đây nó sẽ là gì? 35 hay là 40. Thì rõ ràng là gì? Nó quá cao hơn so với thực tế giá trị của nó. Nếu mà chúng ta mua ở cái mức giá này thì tức là gì? Chúng ta đang mua quá cao so với giá trị thực của cổ phiếu. Thế thì cái khả năng mà chúng ta có lời từ cái cổ phiếu này nó sẽ giảm hơn so với những người mua ở đáy này, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ giúp các bạn để mà xác định được cái giá mua cổ phiếu để mà có lãi cho các bạn nhé. Đây là một trong những cái bí quyết mà mình nghĩ rằng nó khá là đơn giản cho tất cả mọi người đều có thể là làm được, và mình mong rằng với cái video này thì các bạn sẽ like thật nhiều giúp mình để mà chia sẻ tới rất nhiều người nữa để mà có lời cho mọi người các bạn nhé. Thế thì bây giờ xác định giá mua cổ phiếu có lời như thế nào?
chúng ta hãy bắt đầu. Giá mua sẽ bằng gì ạ? Bằng P trên E nhân với cả EPS. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải xác định là mua ở cái giá là thấp nhất, đúng không ạ? Thấp nhất. Và để đạt được cái lợi nhuận là tốt nhất. Thế thì cái quan trọng là chúng ta xác định được cái P trên E này. Cái P trên E mà chúng ta mua có lời nhất là chúng ta sẽ được cái giá mua ổn nhất. Thế thì bây giờ xác định cái P trên E này như thế nào và cái EPS này như thế nào để ra được một cái giá mua mà chúng ta sẽ có lời khi mà chúng ta đầu tư giá trị, khi mà chúng ta tích lũy tài sản. Xin mời các bạn. Để mà xác định được cái giá trị của cổ phiếu thì một trong những chỉ số mà các bạn sẽ phải quan tâm rất là quan trọng đó chính là P trên E. Đó. Thế thì chúng ta sẽ hiểu về P trên E như thế nào? Nếu mà không hiểu về P trên E thì cái việc xác định giá cổ phiếu rất là khó khăn. Thế thì P trên E tức là gì? P chia cho E thôi. Và P là price, tức là giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm mà bạn xác định cái chỉ số P trên E này. Thứ hai nữa là gì? EPS chính là thu nhập hiện tại trên mỗi cổ phiếu. Đó. Thế thì P trên E sẽ bằng price chia cho EPS. Đó, rất là đơn giản như thế thôi. Thế thì cái EPS ở đây mọi người sẽ hiểu như thế nào? EPS chính là lợi nhuận sau thuế chia cho tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành ở trên thị trường. Quá dễ đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải lấy một cái ví dụ để mà cho các bạn dễ hình dung được không ạ? Chúng ta sẽ cần phải xác định được cái P trên E này ở cái mức nào là phù hợp đúng không ạ? Mức nào chúng ta có thể chấp nhận được đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ ứng dụng thực tế như thế này nhé. À, bạn hãy lấy cái P trên E 10 năm gần nhất đi. 2010, 2011, 2012, 2013, 2020. Đây, mức P trên E bạn lập lên cái bảng như thế này. Xong bạn tính ra được cái mức bình quân. Ví dụ như bình quân là 12 đúng không ạ? Thế thì để có lời an toàn thì mình sẽ lấy 70% của cái P trên E 12 thôi. 70% của 12 là gì? Là 8.4 đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ xác định được cái P trên E của chúng ta là 8.4. Hoặc là bạn có thể lấy cao hơn đúng không ạ? Có thể là 80%, có thể là 90%. Đấy. Tùy theo cái mức chấp nhận của bạn. 80% sẽ là 9.6 đúng không ạ? 90% sẽ là 10.8. Đây là ba cái mức P trên E mà bạn có thể lựa chọn. Cái này là tùy theo cái khẩu vị của các bạn đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không nên mua cổ phiếu mà P trên E nó cao hơn 12 đúng không ạ? Vì nếu mà chúng ta mua cao hơn 12 tức là chúng ta đang mua đắt hơn cái mức bình quân rồi đúng không nào? Thế thì chúng ta phải mua thấp hơn cái mức P trên E nhỏ hơn 12. Đó. Thế thì khi chúng ta mua P trên E nhỏ hơn 12 thế thì lúc đó chúng ta mới có lời được. Đúng không ạ? Đúng không các bạn? Đúng không nào? Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xác định cái EPS tốt, tức là lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu tốt. Các bạn hãy thống kê cho mình nhé. Theo năm này và EPS của từng năm này. Mình sẽ lấy 10 năm gần nhất đi. 10 năm gần nhất. Từ 2010 đến 2011, 2012 đến 2020. Và chi tiết mình ví dụ này 2, 3, 1, 5 đúng không ạ? Thì các bạn sẽ ra được cái EPS bình quân nó sẽ là ví dụ là 3. Đó. Thì đây chính là một cái EPS mà các bạn lấy để mà các bạn xác định giá cổ phiếu. Đó. Mình lấy một cái ví dụ như này cho các bạn dễ hiểu này. Tức là EPS của cái cổ phiếu này là 3.000 đồng chẳng hạn. Đó. Và cái P trên E, P trên E mà bạn đang xác định đó là khoảng từ 8.4 đến 10.8 đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái giá cổ phiếu, giá thị trường cổ phiếu mà bạn sẽ xác định thì để mà mua ấy, thì nó sẽ nằm ở trong khoảng nào đúng không ạ? Thì bạn lấy là 8.4 nhân 3 sẽ là 25.2 thôi đúng không ạ? Đấy là gì? 32.4. Đó. Thế thì đây là cái mức giá mà nằm trong biên độ mà bạn có thể là chấp nhận được để mà mua. Và nếu mà bạn càng mua thấp thì bạn càng
có lời đúng không ạ? Nếu mà giá mà nó vượt quá 32 đúng không ạ? Vượt quá 32 thôi, chúng ta không mua nữa đúng không ạ? Còn nếu mà nó cứ dưới 32 thì chúng ta vẫn có thể mua, chúng ta cứ mua tích lũy đúng không ạ? Nếu mà nó càng xuống sâu thì chúng ta mua nhiều hơn. Thế thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Bây giờ Hòa sẽ lấy hai cái ví dụ minh họa cho các bạn để xác định cái giá cổ phiếu mình mua trong cái khoảng nào nhé. Mình hay nói đến cổ phiếu Techcombank đúng không ạ? Và cái cổ phiếu thứ hai mình chia sẻ đó chính là cổ phiếu Thế Giới Di Động, rất là tiềm năng. Thì trước hết mình nói đến cổ phiếu Techcombank thì chúng ta phải xác định được giá P/E bình quân và EPS bình quân đúng không ạ? Thế thì cái P/E của Techcombank ấy, thì nó chỉ có cái từ năm 2018 đến 2020 thôi. Bởi vì Techcombank họ lên sàn từ 2018, vì vậy mình sẽ lấy bình quân của 3 năm này và nó sẽ ra được cái mức là 8.95 đúng không ạ? Và cái mức khuyến nghị là 70% của cái mức bình quân là 6.265 đúng không ạ? Thế các bạn sẽ phải xác định tiếp là gì? Là cái EPS này, này. Đó, mình cũng đã tổng hợp là trong vòng 10 năm từ 2010 đến 2020. Đó, và mình ra được cái mức bình quân là 2.680.09 đúng không ạ? Và như vậy thì cái mức giá khuyến nghị mua tốt nhất nó chính là 16.791 và cái giá mua cổ phiếu ở cái mức mắc sẽ là 23.987. Tuy nhiên thì với Techcombank lại hơi đặc thù. Vì sao? Vì là Techcombank nó thường là sẽ tăng trưởng rất là nhanh và sẽ có những cái giai đoạn nó rất là chững. Các bạn sẽ nhìn thấy biểu đồ này. Đấy, cái năm 2010, 2011 các bạn nhìn thấy này, cái EPS của nó rất cao. Xong đến 2012 đến 2015 thì nó lại rất là thấp đúng không ạ? Đến 2016 đó bắt đầu trở đi này, đó thì bắt đầu nó lại đang tăng rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình sẽ kỳ vọng được cái EPS này nó sẽ tăng khoảng 20-30% theo cái tốc độ tăng trưởng của ngân hàng Techcombank. Và mình kỳ vọng như thế. Và mình đang kỳ vọng nó khoảng tăng khoảng 30%, tức là bằng 130%. Đó, so với cái giá bình quân này. Thế thì mình sẽ ra được cái mức giá mà mình kỳ vọng sẽ là 40.967. Thế thì các bạn có thể thấy là hiện tại giá của Techcombank nó đang nằm trong khoảng là gì? 38 đến 42 là giá thị trường đang như vậy. Đó. Thì các bạn nhìn thấy cái mức giá này thì các bạn sẽ biết được rằng là mình sẽ nên mua ở cái giá nào để mà nó có lợi nhuận cho mình. Thì tốt nhất vẫn là ở cái giá 23.987 đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái mức gọi là an toàn nhất cho các bạn. Tuy nhiên với những cổ phiếu gọi là tăng trưởng, gọi là kỳ lân như thế này thì mình lại phải xác định thêm ở cái mức kỳ vọng của các bạn nữa. Và cái kỳ vọng này của từng người khác nhau đúng không ạ? Cổ phiếu thứ hai là Thế Giới Động. Chúng ta sẽ xác định được cái P/E bình quân của cổ phiếu này. Mình thấy cổ phiếu này thì cái P/E của nó khá là đều ổn định. Đấy, ở mức bình quân là 13.05. Thì các bạn có thể thấy là mình không có cái dữ liệu từ 2013 đổ lại. 2015 thì bị thiếu. Đó, tuy nhiên là mình sẽ lấy được cái con số này. Nếu mà càng chi tiết càng chính xác thì nó sẽ càng tốt cho các bạn thôi, đúng không ạ? Và cái mức khuyến nghị sẽ là 9.13. EPS của Thế Giới Động các bạn có thể thấy mình tổng hợp theo từng năm đây, nó cũng khá là ổn định đấy ạ. Và bình quân là bao nhiêu ạ? 11.431 đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xác định được cái giá mà mua tốt nhất sẽ là 104.409 và cái giá mà ở mức mà tối đa đấy mà bình soi hết số giá bình quân thì là 149.155. Hiện tại thì giá của Thế Giới Động đang khoảng độ 125-130. Mình thấy là giá này khá tốt để các bạn có thể mua đấy. Nên các bạn cũng nên cân nhắc để có thể tham gia vào mua cổ phiếu này. Đó. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn hai cái ví dụ để mà các bạn có thể là xác định được cái EPS, để mà các bạn xác định được cái giá mua mà có lời cho các bạn, nó nằm trong khoảng nào và tránh là bị lỗ. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ các cái video mới nhất mà mình chia sẻ về đầu tư cổ phiếu, độc lập tài chính và sở hữu những các nhà đầu tiên cho mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.